Thử thách câu cá bằng trái cây nhặt được tại hồ. Để mình lụm ở dưới đây lên cái sung nha mọi người. Đây là cái hồ câu game câu giải ở Thanh Long Quán nha mọi người. Đó. À. Trái sung nha. Bỏ sung cho nó ăn không nha. Đấy, tháo phao luôn. Tháo chì luôn cho nó đổi phao. Thắp câu cá bằng trái sung nha. Hai chị gái. Wow wow wow. Ghê. Ghê. Ăn miệng luôn nha mọi người. Đó. Còn mà nhiều cá thì bỏ cái gì nó cũng ăn mọi người ơi.